Đông giới thiệu đến các bác một mẫu ôm ly số của Yamaha. Con này có mã là AX430. Âm ly số là âm ly giải mã, các bác có thể dùng để nghe nhạc mạng, rất tiện luôn. Chất lượng âm thanh nó sẽ rõ ràng, không bị mất hao tổn âm thanh. Con này cửa hàng tôi bán với giá 2,5 triệu, hàng bãi zin luôn. Xò zin, nguồn zin, tụ zin, những điều cơ bản của một sản phẩm. Âm ly này có núm vặn chỉnh bằng cơ, bát chép. Ngoài ra còn có cả radio. Âm ly đánh một đôi loa chính. Đây là mặt trong. Bên trong rất dày dặn, nhiều sò, nguồn rất đẹp đấy. Đây là sò, con này chạy để xem là 12 con sò than bám theo cái tản nhiệt thì kìa bạn ạ. Rất nhiều sò, 12 sò than. Các bác có thể ghép vang vào hát karaoke nhẹ nhàng với âm ly này và những đôi loa chính hãng. Số series 212, 100V 180W, nó là dòng đời cao sản xuất tại Yamaha tại Malaysia. Đôi loa chính main, đôi loa phụ rear center, ngoài ra còn có loa súp điện ở đây. Subwoofer đây. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường CD là chạy analog, đường quang là DVD, ngoài ra còn có đường đồng trục là đường giải mã thứ hai. Sóng radio bắt cắm đoạn anten vào đây, tần số 90 MHz. Hình thức còn rất nuột nà luôn. 2,5 triệu đồng. Một mẫu âm ly giải mã để các bác có thể dùng nghe nhạc mạng trực tiếp. Đây là thông tin cửa hàng. Các bác có thể gõ Google Maps đưa đến tận nơi hoặc đặt cọc tiền thì sẽ gửi hàng đi. Các tính năng của âm ly đang hoạt động tốt. Tôi đang nghe nhạc là đường analog là cắm vào CD, mở to hơn này. Tiếng to lắm, to khỏe. Tiếng rất to khỏe nhá. Đấy, volume nó có cái vạch chỉ đây các bác này. Khi nghe nhạc thì mình sẽ để chế độ sister hay chế độ chuyên về nghe nhạc. Còn khi nào các bác muốn đấu nhiều loa, nghe âm thanh vòm, xem phim thì các bác bấm cái nút này và chuyển sang các hệ âm thanh này. Còn khi nghe nhạc thì mình để nút sister chuyên nghe nhạc. Còn đây là các cái nút để chỉnh chế độ radio. Tôi sẽ chuyển sang đường quang tôi đang cắm vào DVD thì tôi sẽ chuyển sang DVD. Đây nó có nút đây, input đây. Đấy, để... Và đây là đang chế độ âm thanh vòm, các bác muốn nghe hay như tôi đã nói, để về chế độ sister chuyên về nghe nhạc luôn. Và đây là nút input mode để chọn tín hiệu đường quang hoặc analog. Tôi sẽ để chế độ auto, nó sẽ tự nhận cả đường quang và analog nhá. Đó. Đây, bấm về lại DVD đây. Ở đây nhầm trên này. Đó. Đây nút này input mode này. Nó sẽ tự nhận đường quang hoặc analog. Cái mặt kính này màu đen nên là nếu quay xa các bác sẽ không nhìn rõ đâu. Nhìn xa thì cứ tưởng là nó tối nhưng mà nó thực tế là phải điện thoại thì nó như vậy. 12 con sò. Nghe nhạc mạng, nhạc số rất tiện luôn. Tôi sẽ đậy cái nắp vào các bác cùng xem nhá. Nắp che còn rất đẹp luôn. Điện 100V 180W 12 sò than. Màu vàng chanh. Đây là hình thức của em nó. Rất mượt mà luôn. Âm ly 5.1 giải mã. Âm ly 5.1 là gì? Có nghĩa nó có thêm các loa phụ để các bác muốn xem phim. Còn nghe nhạc bình thường thì mình chỉ nghe một đôi loa chính hoặc hai đôi. Xin chào, hẹn gặp lại. 430